Bộ Công nghiệp, Công viên nước và Môi trường của Tasmania gần đây đã công bố một tài liệu chi tiết về 8 trường hợp nhìn thấy hổ Tasmania trong vòng 3 năm qua. Theo CNN, tuy xuất hiện tin đồn một số con hổ Tasmania vẫn sống ở vùng hoang dã xa xôi của Tasmania, hòn đảo ngoài khơi miền Nam Australia, nhưng không có bằng chứng vững chắc nào chứng minh được điều này. Hổ Tasmania, loài thú có túi, có vẻ bề ngoài như lai giữa chó sói, cáo và mèo lớn, đã tuyệt chủng sau khi cá thể cuối cùng chết trong điều kiện bị nuôi nhốt ở Tasmania vào năm 1936. Chúng có bộ lông màu nâu vàng, hàm răng sắc nhọn và túi trên người cho con. Ngày nay, hổ Tasmania vẫn được coi là linh hồn của văn hóa Tasmania. Việc tìm kiếm nó được so sánh với những cuộc điều tra về bí ẩn quái vật hồ Loch Ness.